Trong hai ngày 16 và 17 tháng 2, đồng chí Trần Đức Quận, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có chuyến công tác tại các huyện Di Linh, Bảo Lâm và Cát Tiên. Đồng chí Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng tham gia đoàn. Tại huyện Di Linh, Bí thư Tỉnh ủy đã kiểm tra diện tích rừng quanh khu vực hồ thủy điện Đồng Nai 3 thuộc Ban Quản lý rừng Tân Thượng quản lý. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định đây là khu vực có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp và có tiềm năng lớn để phát triển du lịch. Do đó đề nghị huyện Di Linh cần có phương án cụ thể để phát triển du lịch ở khu vực này. Cũng tại đây, Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo huyện Di Linh phối hợp với các ban ngành của tỉnh tiến hành xử lý dứt điểm những diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, xâm canh trái phép và sớm tiến hành trồng lại rừng. Đồng chí Trần Đức Quận cũng đã tiến hành khảo sát tuyến quốc lộ 28 đoạn nối Đắk Nông Di Linh. Việc khảo sát để chuẩn bị cho việc nâng cấp hệ thống hạ tầng, tạo tiền đề cho sự liên kết phát triển vùng trong thời gian sắp tới. Tại huyện Bảo Lâm, Bí thư Tỉnh ủy đã thăm và làm việc tại nhà máy công ty Thủy điện Đồng Nai, công ty cổ phần cao su Bảo Lâm và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Bảo Lâm. Sau khi nghe thông tin về tình hình sản xuất năm 2022 của các đơn vị, đồng chí Trần Đức Quận đã bày tỏ niềm vui mừng và mong muốn các đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2023, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Tại huyện Cát Tiên, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra một số công trình đường giao thông đang còn vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời tiến hành kiểm tra một số công trình thuộc khu ủy khu 6 và hồ chứa nước Đắc Lô thuộc xã Gia Viễn. Đối với những công trình còn vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Cát Tiên cần có phương án để vận động nhân dân chung sức hiến đất làm đường. Nếu địa phương không làm tốt nhiệm vụ này, tỉnh sẽ có phương án rút vốn để điều chuyển sang các công trình bước thi khác. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị huyện Cát Tiên phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh có sự trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử khu ủy khu 6. Đồng thời, đề nghị địa phương phát huy tốt vai trò tưới tiêu cho 960 ha đất canh tác và cấp nước cho 10.000 dân của hồ chứa nước Đắc Lô, cũng như là thực hiện có hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng tại khu vực này.